Thưa quý vị, mới đây Nhạc Hoa, công ty chủ quản của Vương Nhất Bác, đã nhanh chóng đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng. Thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác đã bị đánh cắp và ai đó đã dùng thông tin cá nhân của anh ấy để đặt vé máy bay. Vé máy bay đã bị mua. Sau đó thông tin vé máy bay được đăng tải trên mạng và tin đồn về lịch trình của Vương Nhất Bác lan rộng. Nội dung văn bản của Nhạc Hoa cho biết: "Hôm nay, công ty chúng tôi phát hiện nghệ sĩ của chúng tôi, anh Vương Nhất Bác đã bị đặt vé máy bay mà không có lý do gì. Xung quanh hành trình đã có nhiều tin đồn sai sự thật được thêu dệt. Hành vi này bị nghi ngờ là xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của anh Vương Nhất Bác và cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc bình thường của anh. Chúng ta hiện đang ở đỉnh cao của lượng hành khách dịp Tết, loại hành vi xấu, gây lãng phí tài nguyên giao thông quý giá này không chỉ trái với đạo đức xã hội mà còn bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ điều tra nghiêm khắc và truy đuổi đến cùng. Tôi mong chúng ta có thể cùng nhau thực hành đạo đức xã hội và trở thành những công dân tốt trong thời đại mới. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Nhạc Hoa đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về việc này nhiều lần. Nhưng nhiều kẻ xấu vẫn vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của Vương Nhất Bác. Những điều này thực sự gây cản trở lớn cho cuộc sống cá nhân của anh ấy. Ủng hộ Nhạc Hoa truy cứu sự việc đến cùng và tìm ra kẻ gây nhiễu loạn cuộc sống cá nhân của Vương Nhất Bác.